Ủa, trễ vậy rồi sao? Chú ba vẫn chưa về, chúng ta có cần đợi luôn mới về không? Thì anh không nói anh đi đâu, không biết chừng nào về. Anh ba, sao trễ vậy? Anh đi đâu? Anh có hẹn với ông Hồng ở hãng dược Đại Long bằng công việc thôi. Ông Hồng, ông mới ghé qua đây còn nói là muốn gặp anh mà. Mới đó nói xong lại nói nữa sao? Nói xong thì cũng có thể tìm anh nữa mà. Hôm nay anh không chỉ gặp một người, có thể ổng có chuyện không hiểu mới gặp anh giải thích thêm thôi. Hay là lát nữa anh gọi điện cho ổng nói rõ với ổng. Lúc nãy bản tin trên radio nói Lâm Duy Bổn bị tai nạn trượt chân ở nhà, bị té chết rồi. Cái gì? Có lạnh không? Hữu Nghiệp gọi điện đến hỏi em. Anh nói tâm trạng của em vẫn chưa bình phục, đợi em khỏe lại mới gặp em. Sao tay của em lạnh vậy? Đừng ngồi đây nữa, vô trong ngồi đi. Lúc trước cha rất thích ngồi ở đây, uống trà qua cho đích thân em pha cho cha. Em muốn ngồi ở đây để uống với cha. Người đã chết không thể sống lại được. Nếu cha nhìn thấy em ra nông nỗi như vậy, cha có đi cũng không yên tâm. Vậy đi, chúng ta lo xong hậu sự của cha, chúng ta sẽ cùng rời khỏi đây. Chúng ta qua Hoa Kỳ cho quy khỏa. Con à, chiêu của con cao thiệt nha. Bây giờ mọi người bên ngoài đều nghĩ Lâm Duy Bổn chết do tai nạn. Thực tế không hề nghi ngờ là do con rể quý như con cố tình gài bẫy làm chồng bị té chết do tai nạn hả? Thiệt hay đó nghe, hay lắm, hay lắm. Có thể cái này gọi là ý trời. Luôn cả ông trời cũng cảm thấy Lâm Duy Bổn có con rể làm được chuyện như con. Sống trên đời này cũng không ít gì, chỉ bằng giao hết mọi thứ của ông cho con còn tốt hơn. Hay, hay lắm, hay lắm. Còn Tuyết Nhi thì sao? Cổ mới là người kế thừa di sản duy nhất của Lâm Duy Bổn mà. Cha yên tâm, bây giờ con người của Tuyết Nhi đau khổ tới suy sụp, bây giờ mọi chuyện đều trông cậy vào con. Con định qua bên Hoa Kỳ, đến lúc đó con định bỏ mặt của ở bên đó, từ đây không về đây. Vậy thì tới lúc đó di sản của Lâm Duy Bổn tự động sẽ do con quyết định. À, hay lắm. À, đợi con trở về thì mới chúng ta sẽ chính thức khai trương. Cha đã nghĩ sẵn tên rồi, tên là Kính Hoa Đường. Kính Hoa Đường? Phải nè, chữ hoa trong Kính Hoa Đường tức là hoa không nở trăm ngày, không hên chút nào á. Bây giờ chúng ta đổi đi, biến chữ hoa thành chữ hòa. Thứ nhất có thể mang ý nghĩa của con, thứ hai là ngụ ý vịnh hoa đang thịnh, rõ ràng là một Kính Hoa Đường đang lúc hưng thịnh ha. Đấu tại đồ với Kính Hoa Đường, hoa không nở, nở trăm ngày đó. Con nghĩ có phải có ý nghĩa lắm không? Vậy mà cha cũng nghĩ ra được, đúng là có ý nghĩa lắm. À cha, nè, ở đây có một số tiền, cha đem đi sắm sửa cho má đi, như vậy mới giống ông chủ của Kính Hoa Đường chứ hả? Chà, à, con à, con suy nghĩ chu đáo thiệt nghe. Do you think this looks good on me? It's nice, but I think this one suits you better. Could you help me put it on? I want to see if it looks good on me. All right. It doesn't look so good on me, does it? À, phải, nhìn kỹ cũng không đẹp cho lắm. Hay để tôi lấy kiểu khác cho hai vị coi nha. Ừ. Không cần đâu, hôm khác chúng tôi quay lại. À. Let's go. Ok. À, ê, ê, dạ. Cô có sao không? Có sao không vậy? Tạ tôi dụng về thôi. À, không sao thì tốt rồi, đi. Lúc nãy anh đối đáp tốt lắm. Nè, lần sau chúng ta sẽ đến dược hãng và công ty Bách Quá thực tập. Tin chắc anh Đàm Thoại nhất định sẽ tiến bộ rất nhanh. Thank you for teaching me. My pleasure. Bà chúc à, tự nhiên xem đi. Không cần đem cất nữa, để cả dĩa đó cho tôi. Như đây đủ mua rồi chứ? À, đủ đủ đủ. Bà Trúc à, ngoại trừ bông cài áo này, chúng tôi còn nhập một số bông tai mới về đây nữa, đẹp lắm.
Nè bà coi đi, bông tai này hợp với bà lắm đó bà chú. Chào bán như vậy mới bán được đôi bông tai. Vậy còn được chi hoa hồng sao? Dĩ nhiên rồi, chúng tôi ai bán được hàng thì người đó sẽ có hoa hồng. Vậy được rồi, tôi mua giùm cho cậu. Cảm ơn bà chú. Bà chú. Bà chú à, đôi bông tai này quý phái vô cùng, hợp với bà lắm. Hay là tôi gọi lại cho bà nha. Cũng được. Tôi gọi lại cho bà nha. Bà có còn mua gì nữa không? À phải, có phải lúc nãy ông Lê đến không? Dạ phải, ông cùng cô giáo đến đây nhưng mà không có mua, đã bỏ đi rồi. Cô giáo hả? Dạ phải, ông người cổ là cô giáo. Họ cứ bô lô bô la nói tiếng Tây hoài, vừa nói vừa cười, thấy vui vẻ lắm. Ông còn một bông cài áo cho cổ nữa, ngồi sát với nhau thân mật lắm. Sao tình cờ vậy? Không tình cờ đâu, tôi mang con gà đến cúng hủ ban thôi, để nó biết má nó gặp may mắn, không bị người ta khinh bỉ. Không phiền thím nữa, con về trước đi. Đừng nói kẻ làm thím này không nhắc nhở cô nha. Chỉ biết trốn ở trong nhà nhìn cái bụng của mình thôi, không theo dõi chồng của mình để nó ra ngoài ăn vụng. Vậy mà cũng không hay biết gì hết. Nè, thím đang nói gì vậy? Bộ sợ thiên hạ không loạn sao? Tôi thấy chúng ta là phụ nữ, có lòng nhắc nhở nó thôi mà. Có lòng, sao thím không nói là đặt điều xin chuyện đi? Hây, đúng là làm ơn mất quán rồi. Nhưng mà tôi vẫn nói câu đó, tri nhân tri diện bất tri tâm. Con đừng có nghĩ cổ làm cô giáo thì hiền lương thục đức nha. Thực tế, lẳng lơ thấu xương luôn à. Con biết, thím muốn nói cô nghĩ chứ gì. Bây giờ anh Sương đang theo cổ học tiếng Anh, họ đi chung với nhau không có gì lạ hết. Cảm ơn thím quan tâm. Có nghe rõ không? Thằng Sương theo cổ học tiếng Anh thôi, hai vợ chồng Minh Huệ thương yêu nhau vô cùng, sắp có con nữa kìa. Thím muốn chia rẽ người ta hả? Đừng có hòng nha. Dĩ nhiên tôi không có bản lĩnh chia rẽ người ta rồi. Nhưng cô giáo Nguyễn đó xinh đẹp trẻ trung, có nhiều chuyện khó nói trước lắm. Cẩn thận tốt hơn. Chào chị hai. Dĩ Phương. Dĩ Phương à, chú ba đi vắng sao? Ảnh ra ngoài rồi. Sao chú lại đi vào giờ này chứ? Chỉ có một số đơn đặt hàng vẫn chưa cho chú ký. Chú có nói là đi đâu không? Dạ không. Nhưng gần đây khoảng thời gian này ảnh thường ra ngoài 1-2 tiếng. Em có hỏi ảnh đi đâu vì ảnh lại nói không rõ ràng. Chị bị sao vậy? Chị chóng mặt quá. Em đưa chị đi bác sĩ. Không cần đâu, có thể sáng nay tất bật cả buổi, mệt quá cho nên chóng mặt thôi. Chị bị như vậy, em đưa chị đi bác sĩ nha. Lúc nãy chị làm em sợ quá, có mấy bác sĩ nói chị lao lực quá độ thôi. Yên tâm đi, bác sĩ cũng nói chị nghỉ ngơi sẽ không sao. Chị muốn đi vệ sinh một lát. Hình như nhà vệ sinh ở đằng trước, ở đằng trước. Dạ, em giúp chị. Đỡ hơn chưa? Anh ba. Dĩ Phương.